Còn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, song một trong những mặt hàng chính của dịp lễ này là bánh Trung Thu đã được bày bán khá rộng rãi tại thị trường nhiều nước châu Á. Bất chấp chiến dịch chống lãng phí được chính phủ phát động từ năm 2013, hiện tại nhiều khách sạn cao cấp và trung tâm thương mại ở Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện các gói quà tặng bánh Trung Thu xa xỉ, có giá thành lên đến hàng trăm đô la Mỹ. Thực tế thì bánh Trung Thu xa xỉ chủ yếu là để mua tặng, biếu không. Trên thực tế thì bánh Trung Thu chỉ chiếm một phần nhỏ giá trị của những gói quà. Chẳng hạn trong phần quà 140 đô la Mỹ của khách sạn Hilton ở Beijing, bánh Trung Thu chỉ nhỉnh hơn 30 đô la Mỹ, trong khi khoản tiền còn lại chi cho một hộp sô cô la, bánh trái và một chai rượu vang Pháp. Cũng ở Beijing, một khách sạn sang chào bán bộ quà tặng có giá 155 đô la Mỹ, bao gồm bánh Trung Thu và các loại bảo ngư, vi cá và nấm cục. Những món kèm theo bánh Trung Thu dễ dàng linh hoạt thay đổi từ rượu Tây, rượu bản địa đến cả ốp lưng điện thoại iPhone. Theo báo chí địa phương, các bộ quà Tết Trung Thu xa xỉ ở Trung Quốc dao động từ 30 đô la Mỹ đến hơn 300 đô la Mỹ, dẫu giá cả có cao nhưng vẫn thu hút đông khách hàng. Thực tế thì theo quan sát của tôi thấy là trong năm vừa qua thì những cái loại bánh Trung Thu mà xa xỉ đắt tiền thì chủ yếu là mọi người dùng để mua, để biếu và để tặng. Không ai thì lại bỏ ra một số tiền quá lớn để mua những cái gói quà tặng bánh Trung Thu cao cấp để về ăn. Ở nhiều khách sạn lớn ở Việt Nam hiện nay thì cũng có các gói quà tặng bánh Trung Thu cao cấp. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy là ở những cái cửa hàng bánh Trung Thu cổ truyền thì người dân vẫn xếp hàng dài để mua bánh về ăn. Và còn có một bộ phận những chị em khác của chúng ta rất là chăm chỉ và muốn đảm bảo cái an toàn vệ sinh cho gia đình mình thì họ thường là tốn nhiều thời gian hơn để tự tay làm những cái chiếc bánh Trung Thu cho gia đình. Vâng, và bánh Trung Thu thì chủ yếu được làm từ bột nếp, bột mì, đỗ, hạt sen, hạt dẻ, trứng, trứng mặn. Tuy nhiên thì hiện trên thị trường giá cả chênh lệch nhau khá lớn, từ vài chục đến vài trăm, thậm chí là vài triệu đồng cho một chiếc. Và với lợi nhuận lớn như vậy thì khiến tất cả các doanh nghiệp thì đều đua nhau làm bánh Trung Thu. Và có thông tin thì cho rằng là kinh doanh bánh Trung Thu thì một vốn đến 40 lời lãi rất khủng. Làm bảo sao mà những đơn vị như là khách sạn, nhà hàng hay là các đơn vị sản xuất bánh kẹo cứ đến dịp Trung Thu là lại nhập gia nhập thị trường và quảng cáo rất là rầm rộ. Có lẽ là một năm thì họ chỉ trông chờ cái dịp này để làm ăn thôi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là có nhiều loại bánh có giá thành cao được quảng cáo là sử dụng những cái công nghệ của nước ngoài. Tuy nhiên thực chất thì cái sản phẩm đó lại được sản xuất tại Việt Nam và cái nguồn tức là nguồn đầu vào những cái chất liệu để làm bánh, nguyên liệu để làm bánh thì chúng ta cũng không thể nào mà kiểm soát được hết. Chính vì vậy mà khi mà lựa chọn mua những cái loại bánh Trung Thu để cho gia đình mình ăn hay là để mang đi biếu thì quý vị cần phải có những cái xem xét và những cái thông tin nghiên cứu thật là chính xác để có thể lựa chọn được những cái loại bánh phù hợp cho mình.